Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với video dạy chữ Hán theo giáo trình Kanji Look and Learn của kênh tiếng Nhật Cô Lam. Như đã giới thiệu trước đó ở video tổng quan về chữ Hán, một bài cuốn Kanji Look and Learn sẽ có 16 chữ Hán chính, kèm theo list các từ vựng chứa chữ Hán đó. Để sau một video có thể thuộc luôn được bài, mình sẽ chia đôi một bài ra thành hai video. Mỗi video dạy sẽ gồm 8 chữ Hán. Tài liệu cho video bao gồm hình động hướng dẫn viết của 8 chữ Hán chính, phân tích bộ thành phần cấu tạo nên chữ Hán chính đó. Mỗi chữ Hán sẽ có một ảnh minh họa để nhớ cách viết chữ, kèm theo đó là list các từ vựng liên quan hay gặp có chứa chữ Hán đó. Việc bạn cần làm khi học chữ Hán theo giáo trình Kanji Look and Learn là 8 chữ Hán chính thì bạn học viết, học Hán Việt, hiểu nghĩa, nhớ cách đọc, hiểu bộ thành phần nếu có. Các chữ Hán đi kèm thì không cần viết cũng được, chỉ cần hiểu nghĩa, đọc được là đủ. Bây giờ thì cùng mình đi vào bài học ngày hôm nay nhé. Kanji bài 7B. Chữ mã, mã có nghĩa là ngựa. Cái hình tưởng tượng cũng chính là từ hình tưởng tượng con ngựa mà ra. Con ngựa với cái mồm bay phất phơ thế kia kìa. Và bốn cái chân, nhưng mà bây giờ cả đuôi nữa thì thành là một cái ngoặc dài xuống, còn bốn cái chân phẩy phẩy như thế kia. Bộ thành phần cũng chính là bộ mã. Uma. Uma. Chữ dịch. Dịch ở đây có nghĩa là nhà ga, eki đó các bạn. Chữ eki chính là chữ Hán này. Phân tích bộ thành phần trước đi. Bộ thành phần ở đây thì gồm có bộ mã. Mã là gì nhỉ? Mới học rồi. À là con ngựa đúng không ạ? Và bộ bên phải tức là bộ xích. Hình tưởng tượng là có con ngựa và người đang vác đồ ở nhà ga. Tức là nếu tưởng tượng bằng hình ảnh ý, thì chúng ta nên tưởng cái bộ xích kia là như một cái hình người đang vác một cái hành lý to ở sau lưng như thế. Còn nếu mà bạn không tưởng tượng nổi thì chúng ta chỉ đơn giản là nhớ theo bộ thành phần thì gồm có là gì? À, bộ mã là ngựa cộng bộ xích. Có thể nhớ một câu mẹo để ghép hai bộ này, đó là con ngựa bị xích ở trước gì? À, trước nhà ga. Con ngựa bị xích ở trước nhà ga tức là nhớ từ nhà ga có hai bộ là bộ ngựa tức là mã và bộ xích. Tokyo Eki. Ekiin. Ekimae. Eki. Tokyo Eki.駅員駅前駅東京駅 駅員駅前 Cùng kiểm tra lại bằng cách trộn ngẫu nhiên các từ nào.駅員駅 駅前東京駅 Chữ xã.
xã ở đây trong xã hội chẳng hạn nhỉ. Chúng ta có hình tưởng tượng thì người ta vẽ hơi khó hiểu một chút. Ở đây các bạn nhớ theo bộ thành phần cho dễ, đó là gồm có bộ thị ở bên tay trái cộng bộ thổ ở bên tay phải. Thị thì nó liên quan đến cúng lễ ạ, thổ thì là đất, hơi không liên quan nghĩa nhỉ. Nhưng mà các bạn nhớ đây là chữ gì? Chữ xã. Cứ nhớ xã gồm có hai bộ thành phần là thị ở bên tay trái và thổ ở bên tay phải. Cái xã. Xã hội. Xã trưởng. Thần trạ. Xã hội học. Cái xã. Xã hội. Chân trời. Xã hội học. Cái xã. Xã hội. Xã trưởng. Thần trạ. Xã hội học. Cùng kiểm tra lại bằng cách trộn ngẫu nhiên các từ nào. Jinja. Shakai. Shachou. Shakaigaku. Kaisha. Chữ hiệu. Hiệu ở đây trong gì? Nếu mà nói Hán Việt trong hiệu trưởng ấy, học hiệu tức là nói đến gì ạ? Trường học. Hình ảnh khá là hay. Chúng ta có phân tích bộ thành phần trước đi để nhìn ra hình ảnh cho dễ. Chúng ta có bộ thành phần gồm có bộ mộc ở bên tay trái, bên tay phải gồm có bộ đầu cộng bộ phụ. Thực ra nếu mà hiểu thì nó chính là bộ dao. Mình phân tích tách ra làm ba cho các bạn dễ nhớ thôi. Còn bộ đầu cộng bộ phụ chính là bộ dao nha. Bây giờ chúng ta phân tích hình ảnh này. Ở đây bộ mộc thì là gì? Cái cây này. Còn bộ phụ là gì? Bố, cha. Còn một cái phía bộ đầu thì hiểu liên tưởng đến cái hình ảnh cái mái trường ý. Nên là người ta liên tưởng câu này là gì? Cha thì đến trường để đón tôi. Để nhớ chữ hiệu này liên quan đến học hiệu, hiệu trưởng, tức là nhắc đến trường học. Nhắc lại bộ thành phần gồm có bộ mộc cộng bộ dao. Còn bộ dao thì các bạn có thể nhớ chính là gồm bộ đầu cộng bộ phụ. Gạc cô. Cô cô. Trường gạc cô. Sô gạc cô. Cô chủ. Gạc cô. Cô cô. Trường gạc cô. Trường gạc cô. Cô chủ.
Gạc cô. Cô cô. Chú gạc cô. Chô gạc cô. Cô chô. Cùng kiểm tra lại bằng cách trộn ngẫu nhiên các từ nào. Cô cô. Cô chô. Gạc cô. Chô gạc cô. Chữ điếm. Chữ điếm này có nghĩa là cửa hàng, cửa hiệu ấy ạ. Thì người ta liên tưởng hình ảnh là gì đây? Ở quầy hàng thì cà chua, tức là lấy cái chữ tô ấy, trong tomato đang được bày trên một cái hộp. Tại sao lại nhắc đến chữ tô ở đây? Bởi vì là cái bộ thành phần của nó thì bao gồm có bộ nghiễm cộng với bộ bốc. Thì bộ bốc chính là gì ạ? Chữ tô katakana đó. Và nếu mà nhớ thì ở bên dưới nó sẽ là bộ nhìn gần giống bộ khẩu. Hay có thể hiểu bộ thành phần ở chữ này gồm có bộ nghiễm và bộ chiêm. Thì bộ chiêm bao gồm có bộ bốc ở trên và bộ khẩu ở dưới. Các bạn học theo bộ thì chúng ta sẽ nhớ phân tích cái chữ này như vậy nha. Mise. Tenin. Kissaten. Tencho. Honten. Shiten. Mise. Teiin. Kissaten. Tencho. Honten. Shiten. Mise. Teiin. Kissaten. Tencho. Honten. Cùng kiểm tra lại bằng cách trộn ngẫu nhiên các từ nào. Tên chỗ. Mì xe. Hôn tiện. Tên yên. Kissa tên.
Chữ ngân, ngân có nghĩa là bạc. Ở đây chữ ngân này bao gồm bộ thành phần gồm có bên tay trái là bộ kim, kim là gì nhỉ? Vàng đấy các bạn. Và bộ bên phải là bộ cấn, trong cái chữ lương là chữ tốt ý. Thì người ta mới có một câu mẹo để nhớ, đó là bạc thì không tốt như vàng. Đó, ngồi cầm cái bạc và thèm thuồng ra cái vàng, vẫn thích vàng hơn. Nhắc lại, bộ thành phần của chữ ngân gồm có bộ kim ở bên tay trái và bộ cấn ở bên tay phải. Ngân hàng. Ngân. Ngân hàng. Cùng kiểm tra lại bằng cách trộn ngẫu nhiên các từ nào. Ngân hàng. Ngân. Chữ bệnh. Bệnh ở đây chắc chắn liên tưởng đến gì ạ? Bệnh viện rồi. Hình ảnh người ta đưa ra là gì? Một người ốm đang ngủ trong bệnh viện. Nếu bạn các bạn nhìn tưởng tượng thì giống một cái gì ạ? Cảm giác như một cái giường này, xong một người ốm đang nằm đắp chăn này. Còn ở dưới thì có thể liên tưởng đến hai đôi dép đi, để ở dưới giường đi. Còn nếu mà nhớ theo bộ thành phần thì sẽ gồm có bộ nạch và bộ bính. Thì bộ bính mình phân tích sâu hơn thì gồm có bộ nhất và bộ nội nha các bạn. Bộ nạch cộng bộ bính thì bao gồm bộ nhất cộng bộ nội, nên có thể nhớ chữ bệnh này gồm có bộ nạch bao quanh bên ngoài, rồi đến bộ nhất và đến bộ nội. Biểu khí. Biểu yên. Biểu khí. Bệnh viện. Bệnh khí. Bệnh viện. Cùng kiểm tra lại bằng cách trộn ngẫu nhiên các từ nào. Bệnh khí. Bệnh viện. Học chữ bệnh rồi thì học nốt chữ viện để tạo thành chữ bệnh viện nha. Chúng ta có hình ảnh tưởng tượng là gì đây nhỉ? Hai đứa trẻ đã khỏe nên chạy ra bến xe buýt để từ viện về nhà. Nhớ chữ viện. Tại sao lại nhắc đến hai đứa trẻ? Bởi vì sao? Chúng ta có lần lượt các bộ thành phần gồm có bộ ốc ở bên tay trái này, cộng với bộ miên là cái mái ở bên trên bên phải, rồi đến bộ nhị là hai này, xong lại có cái bộ nhân đi biểu tượng cho việc hai đứa trẻ đang chạy ấy. Có thể nhớ một cái nữa, đó là gì? Nếu mà phân tích không cần kỹ như thế kia thì sẽ gồm có là bộ ốc cộng với bộ hoàn, tức là chữ viện gồm bộ ốc bên tay trái, bộ hoàn bên tay phải. Hoàn trong gì ạ? Hoàn thành, hoàn thiện ấy, suy ra là kiểu như là khỏe rồi, hoàn toàn khỏe rồi nên được ra khỏi viện. Có thể nhớ liên tưởng như thế. Bộ hoàn thì bao gồm có bộ miên, bộ nhị và bộ nhân đi. Nên nếu bạn nào muốn phân tích bộ thành phần của chữ này thì chúng ta sẽ nhớ là có 4 bộ tất cả, là bộ ấp, bộ miên, bộ nhị và bộ nhân đi nha. Biểu yên. Nhu yên する. Đại học yên. 退院する。院。美容院。
病院。入院する。大学院。退院する。美容院。病院。入院する。大学院。退院する。医院。美容院。Cùng kiểm tra lại bằng cách trộn ngẫu nhiên các từ nào. 退院する。する。美容院。大学院。病院。Bây giờ hãy cùng mình kiểm tra toàn bộ chữ Hán đã học ngày hôm nay nhé. Trong vòng 5 giây, bạn hãy cố gắng đọc chữ Hán hiển thị trên màn hình và nhẩm được nghĩa của nó trước khi phần đáp án hiện ra nha. ではテストしましょう。Cùng kiểm tra nào. Gìn入院する。社長。中学校。高校。店。病院。退院する。駅前。社会。
店長。病院。委員。店員。駅員。校長。病気。小学校。喫茶店。銀行。社会学。駅。東京駅。神社。馬。支店。本店。大学院。学校。会社。美容院。Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu có bất cứ thắc mắc hay điều gì cần giải đáp, xin vui lòng comment ở dưới video hoặc truy cập fanpage để được hỗ trợ kịp thời.
Chúc các bạn học hiệu quả cùng kênh tiếng Nhật Cô Lam. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.